xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là tôi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và đây là ngày thứ 2, ngày 12 tháng 7 năm 2021. Và bây giờ là 19:32. Và các bạn biết không, mình lúc làm sáng, lúc làm tối, mình hy vọng các bạn thông cảm ấy. Nhiều lúc một ngày mình không có nhiều thời gian vào ban ngày cho lắm, bởi vì mình còn phải làm việc. Buổi tối thì mình sẽ phải học và ôn lại. Các bạn ơi, các bạn hãy cố gắng học tiếng Anh vào, bởi vì hiện tại xã hội của mình càng ngày càng phát triển nên là việc học tiếng Anh rất là quan trọng. Không những các nếu mà các bạn không dùng hàng ngày thì các bạn cũng cần, ít nhất là phải cần, bởi vì nếu mà các bạn có tiếng Anh ấy, công việc của các bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều. Mình khuyên các bạn chân thành ấy, và các bạn đừng có ghét cái gì quá, bởi vì sau này các bạn ghét nhiều ấy, đó, ông trời sẽ trao cho các bạn rất là nhiều. Đó là nghiệp quật, luật nhân quả đó các bạn. Ngày trước mình nghĩ là mình chỉ học một cái gì đó là mức ổn định thôi, chứ không cần học quá là sâu sắc hoặc là quá là tốt đâu. Nhưng mà sau này ấy, khi mà mình đi ra ngoài, xong rồi mình đi làm, xong rồi mình đi học, xong rồi mình cảm giác như là mình phải cần tiếng Anh rất là nhiều. Có tiếng Anh ấy, các bạn ở trong môi trường làm việc hay là bạn đi ra ngoài nó cũng sẽ tốt hơn. Và bạn cảm thấy bạn có một cái gì đó trong mình. Có nghĩa là khi mà các bạn học gì đó hay là làm gì đó mà có một cái gì đó trong mình ấy, mà các bạn có thể phát huy, các bạn có thể kiếm ra tiền, điều đó sẽ giúp cho các bạn thân của mình như kiểu là có mình nói sao ta, nói hơi kiểu như thô thiển một chút là có giá trị ấy. Đôi lúc các bạn cứ nghĩ là thôi mình bình thường cũng được. Tất nhiên là các bạn là một người bình thường, nhưng có một cái gì đó không bình thường cho lắm. Không bình thường ở đây có nghĩa là các bạn có và có hiểu và sâu sắc về một cái lĩnh vực nào đó, hoặc là giỏi một cái gì đó. Hãy là một người bình thường kiểu đó nhé. À, bây giờ chúng ta vào trọng tâm nhé. Ở cái video đầu tiên là ngày 11 tháng 7 ấy, mình bắt đầu học ấy, thì không phải là mình quên lồng tiếng đâu, mà các bạn biết lý do tại sao không? Mình lồng tiếng rồi bị lỗi mà mình úp đúng giờ. Thế là mình úp lên trên YouTube. Mình sẽ cố gắng lồng tiếng và để cho các bạn dễ hiểu hơn. Bây giờ vào bài thứ hai của mình ấy, là cái bài mình xác định trọng âm. Lý do tại vì sao mà mình học bài thứ hai? Thứ nhất ấy, là để các bạn nghe ngữ điệu tốt hơn. Thứ hai là để các bạn học trên trường. Mình thấy hầu hết trên trường vận dụng những cái xác định về trọng âm rất là nhiều. Có hầu hết là bài kiểm tra nào nó cũng sẽ có từ 1 đến 3 câu. Đây là các bạn học chắc phần này nhé. Ở đây thì nó sẽ có những cái quy tắc và để giúp cho các bạn nhớ. Nhưng những quy tắc này ấy, không phải là tất cả đều áp dụng như các bạn. Có những trường hợp ngoại lệ nữa. Thì những cái quy tắc này để giúp đỡ cho các bạn một phần để các bạn học đỡ nặng hơn ấy. Thì mình đã tổng hợp lại thì hầu hết các bạn đã biết rồi nên mình tổng hợp lại thôi nhé. Ở quy tắc 1 thì danh từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất, như là children. Quy tắc thứ hai đấy là tính từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất, như là basis. Quy tắc thứ ba đấy là trọng âm có hai âm Mình xin lỗi, quy tắc thứ 3 là động từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai, như là relax. Quy tắc thứ 4, danh từ ghét thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, như là bookshop. Quy tắc thứ 5, động từ ghét thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, ví dụ như là understand. Quy tắc 6 thì tính từ ghét thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, là thứ nhất. Mình lấy ví dụ như là waterproof. Thì hầu hết những cái quy tắc này thì các bạn chỉ cần nhớ là động từ là rơi vào âm, nếu mà có hai âm tiết thì rơi vào thứ hai, còn tính từ và danh từ có hai âm tiết thì rơi vào âm tiết thứ nhất, và danh từ ghép và tính từ ghép thì trọng âm rơi vào âm đầu tiên, còn cái động từ ghép thì rơi vào âm thứ hai. Cái này là chỉ là quy tắc thôi, còn ngoài ra có những trường hợp ngoại lệ các bạn cần phải xem và học ở trên từ điển nữa nhé. Quy tắc số 7 thì trọng âm rơi vào chính các vần sau. Những cái vần này là những cái vần chính, nhưng mà không phải là tất cả nha các bạn. Thì đây là những cái vần track, then, self. Ví dụ như là event, myself. Quy tắc số 8 thì với những hậu tố thì trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa nó. Thì đây là những cái hậu tố chính để cho các bạn phát hiện ra cái trọng âm nó rơi ấy. Thì mình nghe hơi ghê nhỉ. Thì đây là những cái hậu tố thì đằng trước nó sẽ có dấu gạch nhé. Ví dụ như là EE, ER, ESE. Mình đọc hơi kiểu Việt Nam nhỉ. Chắc là cái giãn cách xã hội nhiều quá nên là bị sang chấn một chút. Mình lấy cái ví dụ ấy thì ví dụ là unique, retain,
các bạn nên học từ điển nhiều và đọc nhiều ấy thì các bạn sẽ quen thôi. Cái này thì nó chỉ là một cái quy tắc nhất định để giúp đỡ cho các bạn phát hiện ra, hoặc là giúp đỡ cho các bạn khi mà các bạn học trên trường ấy. Còn để học thêm bên ngoài thì các bạn phải học từ điển và xem từ điển rất là nhiều nhá. Quy tắc số 9 thì các hậu tố như ở phía dưới. Thì các hậu tố chính bình thường các bạn hay gặp ấy là sun này, earth này, it này, và một cái vài cái hậu tố chính mà các bạn hay gặp ấy thì trọng âm sẽ rơi vào chính âm tiết liền trước đó. Ví dụ như là foolish hoặc là enormous. Các bạn nên xem nhiều nhé. Hầu hết thì mọi người không muốn mình lồng tiếng ấy, bởi vì nhiều lúc mình cứ hơi nhây nhây ấy, mình nói chuyện tùm lum tà la, xong rồi mình nói mấy cái mà nó nhạt nhẽo ấy, khiến cho các bạn không thích trong việc học. Nên nhiều lúc mình muốn học mà không có lồng tiếng của mình ấy, bởi vì cái tính cách của mình ấy nó cũng hơi nhây nhây một chút, nên là đôi lúc nhiều bạn không hợp với cách nhây nhây của mình, nên là các bạn cảm thấy hơi khó chịu. Nên nếu mà không thích mình lồng tiếng thì các bạn cứ comment ở phía dưới thôi. Còn hầu hết thì mọi người muốn mình lồng tiếng ấy, nên là mình đã lồng tiếng. Đây là giai đoạn lý thuyết thôi. Mình sẽ cố gắng đưa những cái giai đoạn thực hành để giúp cho các bạn có thể viết được câu này, có thể tự tập nói. Thực ra thì mình cũng là một người tự học tiếng Anh, mình không có đi học trung tâm đâu. Nên là cách mà mình học ấy, nó chỉ là những cái bước đầu mà mình có sẵn, thì mình sẽ giúp đỡ cho các bạn thôi nha. Mình nói từ nhớ hơi ghê nhỉ. Tắc 10, đấy là khi mà các bạn thêm hậu tố sau thì trọng âm chính của từ sẽ không thay đổi, như là mình, chiefness, in, for, less, able. Đây là những cái hậu tố. Ví dụ, nó có ví dụ ở phía dưới thì mình cũng lấy ví dụ cho các bạn luôn, như là happy, xong rồi happiness, agree, agreement. Đây là những cái ví dụ mà mình cho. Thì cái này ấy chị, cái này nó chỉ không phải là tất cả đâu nha các bạn. Nên các bạn cứ học từ từ thôi. Cái quy tắc này thì các bạn chỉ cần nhớ những cái ý chính hoặc là quy tắc chính để các bạn học hoặc đọc. Ví dụ như là nhiều lúc các bạn không có từ điển ấy, thì các bạn sẽ cố gắng kiểm tra. Ví dụ như trong bài thi chẳng hạn, các bạn có 4 từ mà các bạn đã phát hiện ra 3 từ rồi, từ còn lại thì chắc chắn các bạn sẽ biết đúng không? Nhưng mà nếu mà biết được 2 từ kia rồi, còn 2 từ còn lại thì các bạn sẽ có thể đoán được. Cuối cùng đó là cái mà mình nốt, là vẫn có những cái trường hợp ngoại lệ, chứ không có phải là cái nguyên tắc này nó đúng 100% nha các bạn. Tất cả những cái nguyên tắc này nó sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Nên là những nguyên tắc này các bạn áp dụng cho việc học là tốt, nhưng mà các bạn phải học thêm từ điển rất là nhiều. Mình cảnh báo các bạn là cần phải học từ điển nữa nhé. Nguyên tắc chỉ là nguyên tắc, nhưng mà nó có những cái ngoại lệ, đúng không? Bây giờ thì hết nguyên tắc rồi, chúng ta sẽ qua quy tắc nối âm nhé. Thì cái quy tắc nối âm này ấy, thì trước đây thì mình cũng không quá chú trọng đâu. Sau một khoảng thời gian mình nghe nhiều ấy, mình nghe nhạc nhiều, mình thấy là nó vận dụng quy tắc nối âm rất rất là nhiều trong nghe và trong âm nhạc luôn. Mình là một người cảm thụ âm nhạc tốt. Tuy là mình hát tiếng Anh dở lắm, nhưng mà mình cảm thụ âm nhạc khá là tốt. Mình cảm thấy là như vậy. Khi mà mình ngày trước ấy, khi mà mình còn bé, mỗi lần mà nghe phim Thủy Hữu ấy, Tam Quốc Diễn Nghĩa các bạn, chỉ cần mình nghe lâu ấy, mấy cái bài nhạc phim là mình tự hát theo. Tuy là mình không biết tiếng Trung Quốc hồi đấy ấy. Thì cái quy tắc nối âm này nó sẽ có 4 quy tắc, nhưng mà bởi vì chúng ta mới học ấy nên là các bạn học từ từ thôi nhé. Thì quy tắc 1 thì nó sẽ có nối phụ âm với nguyên âm. Một từ đằng trước có kết thúc là một phụ âm và kết thúc sau mở đầu bằng một nguyên âm thì nối phụ âm và nguyên âm. Ví dụ như các bạn, cái từ đằng trước của các bạn ấy nó kết thúc bằng phụ âm. Phụ âm là những cái từ D này, K này, R, T. Phụ âm của các bạn là uể oải, là u e o a i. Bình thường thì nếu mà các bạn đọc hai từ tách, mình ghi có cái hai từ này holder. Bình thường là các bạn đọc tiếng Việt như là holder on, đúng không? Mình đọc hơi sợ sàng một chút, còn nếu mà đọc các từ hold nó sẽ là hold. Khi mà các bạn nối âm ấy, nó sẽ là hold on. Là cái từ check in ấy, các bạn hay đọc tiếng Việt đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn nghe nó là check in.
check-in chứ không phải là check-in nhé các bạn. Ba cái quy tắc còn lại thì mình sẽ để link cho các bạn học từ từ sau nhé. Bởi vì mới bắt đầu ấy, các bạn chỉ cần học cái quy tắc 1, nối phụ âm với nguyên âm là được rồi. Nghe nhạc là chúng ta từ từ, rồi sau này khi mà các bạn trở nên rất là VIP thì các bạn sẽ học những cái quy tắc còn lại. Các bạn cứ từ từ thôi, thông thả, mình làm gì cũng phải từ từ. Mỗi ngày chúng ta từ từ thì chúng ta mới có thể tiến bộ được. Đừng quá vấp váp rồi xong lại bỏ, rồi cũng như không thôi. Cứ từ từ mỗi ngày thì sau khoảng thời gian thì các bạn sẽ thấy các bạn thay đổi. Theo thì có cái quy tắc bỏ âm H ở những cái ở một số từ như là he, his, him, her, has, have. Thì thường thì không có được phát âm, nên là âm đầu của các từ này thường được coi là một nguyên âm khi mà nối âm. Mình nói cho các bạn dễ hiểu nhé. Ví dụ như là đằng trước ấy, nó là kết thúc bằng một phụ âm, và đằng sau nó có chữ her hay là chữ him ấy, thì các bạn sẽ bỏ chữ h đi, đọc là team hoặc là ter. Là như vậy đấy các bạn. Các bạn không cần quan trọng đâu, sau này thì các bạn nghe nhạc, đọc nghe nhạc nhiều, nghe nhiều tiếng Anh nhiều thì các bạn sẽ phát hiện ra thôi. Bình thường thì các bạn hay đọc là I send her to the mail, nhưng mà khi các bạn nối âm ấy sẽ đọc là I sent her to the mail. Cái chữ her các bạn bỏ chữ h đi, đọc là center. Các bạn đừng có nhầm với từ center nha. Đó là lý do tại sao khi mà nối âm ấy, các bạn sẽ nghe lộn từ này với từ kia, các bạn không biết là hai từ là từ nào ấy, nên là các bạn cần cẩn thận. Hôm nay thì chúng ta học được cái gì? Thì khi mà học cái quy tắc nối âm và cái quy tắc xác định trọng âm ấy, thì các bạn sẽ nghe tốt hơn, vì sau này sẽ có nối âm, nhất là lúc nghe, với lại nghe nhiều thì các bạn sẽ quên thôi. Bởi vì cái từ nối ấy, sau này các bạn sẽ dễ nhầm lẫn giữa nhiều từ ấy. Các bạn tưởng từ đó nhưng mà không phải, nó là một từ khác, nó có nối âm nữa, nên là cẩn trọng. Tại vì chúng ta hay nghe keyword nhiều ấy, nên là các bạn cần cẩn thận. Thế là cái video ngày hôm nay thì là hết rồi. Nhớ like và subscribe ủng hộ cho channel của mình nhé. Yêu tất cả.